Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người sang người hoặc từ động vật sang người do các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Khi xảy ra dịch bệnh, ý thức phòng và chống lây nhiễm của mỗi người trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít cá nhân có hành vi vi phạm luật phòng và chống bệnh truyền nhiễm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng và chống bệnh truyền nhiễm? trước hết mời quý vị cùng theo dõi tình huống được đặt ra ngay sau đây ơi bà ở nhà tôi sang bên ông lăng ông thọ chơi cờ tôi hẹn các ông ấy rồi giờ chiều tôi mới về cơ này thế ông không nghe thông báo à trên thành phố đang có dịch bệnh cho nên cách ly toàn tỉnh không có việc gì cần thiết thì không được ra ngoài bệnh mãi tận đầu tận đầu đã đến quê mình mà lo ai mà biết trước được dịch bệnh á diễn biến rất là phức tạp Tốt nhất cứ phải đề phòng, mình già rồi á, nhớ bị làm sao thì có mà... Ừ, bà lo, tôi có đi từ đây mà sang nhà ông Lăng đây, chúng tôi chơi cờ với nhau, có tụ tập đông người đâu. Nhưng quy định là không được tụ tập đông người, bây giờ ông mà đi ra đường á, kiểu gì cũng bị hỏi, nếu không bị phạt á, thì chưa có kể. Sáng ngày tôi đi ra đường, tôi không đeo khẩu trang nhá không ai phạt mà trái bắt ai hỏi gì cả ừ. sao ông liều thế ừ. mày mà không bị phạt đấy mà quan trọng nhất là lo cho sức khỏe của mình bảo vệ mình tại sao ông cứ chống đối thế hả tại bà sáng ngày bà cất biến khẩu trang của tôi đi đâu không tìm thấy tôi ra đường với cái mặt không thế này này anh mà này bà định giam tôi ở cái nhà này đến bao giờ hết tuần sau là hết giãn cách xã hội rồi Ông phải làm gương cho cháu nội cháu ngoại của ông chứ Chúng nó còn nghỉ học cả tháng kia kìa Có đứa nào được đi ra ngoài chơi đâu Ừ, thôi được rồi Tôi gọi điện được các ông là hoãn Để khi nào cuộc sống trở lại bình thường Không virus nữa thì chúng ta chơi cờ tiếp nhá. Ở nhà thì ở nhà chẳng sao Theo tình huống trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 Ông Kim vẫn có ý định gặp gỡ đông người Dù không phải việc cấp thiết Ông cũng không thực hiện quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để phòng chống dịch bệnh. Vậy quy định pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng và chống bệnh lây nhiễm là như thế nào? Mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi cùng luật sư của chương trình. Những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. đề phòng chống bệnh truyền nhiễm thì chúng ta cần lưu ý một số các quy định pháp luật về hành vi bị cấm cụ thể như sau. Thứ nhất là cố ý làm lây lan các cái tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Thứ hai là người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. Thứ ba nữa là che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các cái trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật thứ tư là cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thứ năm là phân biệt đối xử và đưa hình ảnh thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm thứ sáu là không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thứ bảy là không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền Mức xử phạt với những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống bệnh truyền nhiễm Đối với những cá nhân tổ chức mà vi phạm các cái quy định về phòng chống bệnh truyền nhiễm Đặc biệt là hành vi vi phạm với những cái hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống bệnh truyền nhiễm Thì có thể chịu các chế tài về mặt hành chính và chế tài về mặt hình sự Đối với chế tài hành chính thì mức xử phạt cụ thể đã được quy định đầy đủ Rõ ràng trong Nghị định 176 2013 ndcp cái mức xử phạt thì sẽ phụ thuộc vào cái quy mô tính chất của hành vi vi phạm. Và tôi có thể dẫn ví dụ ra một vài cái trường hợp như sau, đó là những cái hành động không đeo khẩu trang tụ tập chỗ đông người thì có thể bị xử phạt về một trong những cái mức cụ thể như thứ nhất là gì? Đối với cá nhân có cái hành vi mà không thực hiện các cái biện pháp bảo vệ cá nhân như là không đeo khẩu trang thì có thể bị phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng Đối với các cá nhân mà có hành vi mà không thực hiện quyết định cấm tụ tập tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch thì có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài các cái chế tài hành chính như tôi đã nêu ở trên thì cá nhân tổ chức có cái hành vi vi phạm quy định về phòng chống bệnh truyền nhiễm dẫn tới làm lây lan bệnh dịch nguy hiểm cho cộng đồng hoặc cho người khác thì có thể chịu trách nhiệm hình sự tức là bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại điều 240 bộ luật hình sự năm 2015 và cái hình phạt mà đối với cái tội phạm này là bao gồm có thể là phạt tiền và phạt tù giam trong đó phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc là bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm mức phạt cụ thể thì tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của tội phạm cũng như là cái hậu quả xảy ra. Thưa quý vị qua phần tư vấn của luật sư hy vọng rằng chúng ta đã có thêm những thông tin hữu ích để tránh vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng và chống bệnh lây nhiễm, đồng thời nâng cao ý thức hơn cho bản thân góp phần phòng tránh và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm khi xảy ra dịch bệnh chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của đài phát thanh và truyền hình hương yên được bảo trợ truyền thông bởi sở tư pháp hương yên đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại